Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Sơn Lạc. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu địa hình một tuần bay Mosso Falcon bên em mới về. Thì cách đây vài bữa em đã mới về, em đã về một chiếc Mosso Falcon. Nay em về thêm một chiếc nữa đây, với cấu hình full DOD giảm sóc hơi. Được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về cái mẫu Mosso Falcon khung nhôm siêu nhẹ Superline 7005T6. Và bây giờ xin mời các bác thử chiếc xe. Vâng, trên khung hình bác đây là mẫu Mountain Bike Mosso model Falcon. Thì một vài ngày trước em đã có về một chiếc. Thì nay em về thêm chiếc nữa, cũng là cái tông màu chủ đạo, tông màu đen, xanh và trắng. Đây là mẫu xe dòng nhôm siêu nhẹ bác nhé, Mosso Falcon XC Team, làm từ hợp kim nhôm 7005T6. Thì như các bác biết thì ở đây là một cái mẫu nhôm dành siêu nhẹ cho dòng xe đạp cao cấp thể thao. Trên khung thể hiện rõ nhôm Superline, Superline dịch ra là siêu nhẹ, dòng khung nhôm siêu nhẹ. Đây, Superline. Tất cả những cái mã số ký hiệu những dòng xe đạp khung nhôm mà các bác thường thấy trên dòng xe thể thao là Superline, cái dòng xe nhôm siêu nhẹ. T6 hợp kim nhôm. Mẫu model này em về là cũng là model Mosso Falcon. Cổ phốt ghi đông của BC. UC đây. Cổ phốt ghi đông dàn đầu này là carbon lắm nhé, carbon nó nhìn này, cái cổ phốt carbon 3K, ghi đông carbon cũng của Uchi, ghi đông cổ phốt carbon của Uchi, nguyên bản của xe. Xe sử dụng với cấu hình tay bấm xả Shimano DOD. Như ông biết thì những dòng xe địa hình Mountain Bike và Touring DOD gần như chuẩn cuối rồi. Trên Acera, Antut, Thule. Phanh dầu thử lực chính hãng của Shimano DOD. Tay bấm xả và phanh dầu thử lực chính hãng của Shimano DOD. Bên phải em trang bị với tay bấm xả bên từng đĩa, ba tầng đĩa cũng là của DOD. Và củ phanh xong là củ phanh dầu thì được chính hãng của Shimano DOD. Cổ phốt ghi đông carbon của Uchi. Tay bấm xả và củ đà chính hãng của Shimano DOD. Xe trang bị với giảm sóc hơi an toàn tuyệt đối, phanh ABS và cổ giảm sóc ABS. Các bác có thể bơm hơi và xả hơi ở đây, rất dễ dàng sử dụng cho các bác. Giảm sóc hơi XC. M5 vành chuyên dùng, nó sử dụng những dòng xe đạp MTB. Lốp Canda. Kích thước lốp 26 x 1,90. Ốc yên carbon cũng chính hãng của Uchi. Yên nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới. Đùi đĩa 3 tầng, đùi trục giống của Shimano DOD. Bê đa cũng của Uchi. Củ đề sau là củ đề Shimano DOD. Trang bị với 10 tầng lip. Chính hãng nguyên bản theo xe. Và bây giờ xin mời cho các đứng của khung xe. Và cho các đứng của khung xe là size 45.
chiều cao ngang của khung là size 51. Thế là các bác ca từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Và giờ xin mời nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với 10 tầng lip khung là rút Shimano DOD 3 tầng đĩa trong một chủ động của xe 30 tốc độ lên lip này. Thú lip vâng, chủ động rất chân chu mượt mà. Bên phải em là đùi đĩa trục rỗng DOD 3 tầng đĩa xuống đĩa lên đĩa. Bom xe dòng bốt xô khung nhôm siêu nhẹ hợp kim nhôm Superline 7005 T6 sử dụng với khung bộ group của Shimano DOD, phanh dầu thủy lực cũng tổ DOD, giảm sóc hơi. Dàn đầu của xe là khung carbon, cọc nhôm carbon. Mọi người hãy đánh giá tổng thể xong chiếc bốt xô pha con. Và xe giá tốt bên nhà là 10.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm về hãy qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Còn hẹn gặp lại trong ngày mai.